Hello, xin chào các bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một số những cái chiếc máy ảnh mà hôm nay mới về. Trong ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy có 4 chiếc Sony ZV1 này. Thực ra là có 2 chiếc là đã về từ trước rồi. Khi mà mình post một số những cái chiếc ZV1 này mình làm video thì có khá là nhiều bạn nữ hỏi về con ZV1 màu trắng. Thì ngày mai ngày kia chắc là nó về một con thì các bạn cũng có thể là cân nhắc. Ở đây mình có cả thêm vài cái tay cầm nữa nếu trong trường hợp các bạn muốn mua thêm cái tay cầm của chính hãng của Sony, nó là cái mã là VPT2BT này thì chúng ta cũng có thể cân nhắc. Cái tay cầm này nó sẽ rơi vào tầm 1 triệu rưỡi này. Hoặc là pin, pin thì bình thường nếu các bạn mua những cái con ZV1 này thì bên mình sẽ tặng mặc định cho các bạn là hai quả pin zin chính hãng. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn muốn mua thêm pin thì bên mình vẫn bán lẻ cho các bạn thêm một quả nữa là 300.000. Những chiếc máy ảnh này thì nó có mức giá từ 9 triệu 9 đến hơn 10 triệu tùy theo ngoại hình. Cái con 9 triệu 9 là cái con mà nó hơi xước một tí ở đây. Con này cũng gọi là về bên mình khá là lâu rồi. Nhưng thực ra cái chỗ này nó gọi là điểm trừ rất là nhẹ thôi. Nhiều bạn cứ vin vào cái này mình thấy là cái này nó không thể gọi là một điểm trừ quá lớn được. Hôm nay về thêm được một con Canon M10 nữa này. Cái con Canon M10 này thì là thu lại của một bạn khách trước đã mua ở bên mình này. Và một cái chiếc Canon M3. Chiếc Canon M3 này thì ngoại hình cũng rất là đẹp. Mình đánh giá nó rơi tầm 96-97%. Thậm chí con này có thể là 98% cũng được. Con này đi kèm với ống kính là 18-55. Nhưng cái con Canon M3 này với một ngoại hình như thế này nó sẽ có mức giá rơi vào tầm khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu này. M3 ở đây cũng có con này thì hôm nọ giới thiệu cho các bạn rồi. Chẳng qua hôm nay có bạn khách bạn đến thì mình tiện mình mang ra mà chưa cất vào thôi. Con M3 này thì ngoại hình nó gọi là mức gọi là 93-95%. Thực ra nó cũng không xấu đâu nhưng chẳng qua là cái nó là màu trắng mà chủ cũ người ta dùng không giữ gìn. Thế đâm ra nó thành một cái màu như này. Rất tiếc là con này thì mình không có len màu bạc. Nếu mà các bạn muốn mua len màu bạc thì bên mình hiện tại đang có cái con 22F2. Body nó sẽ rơi tầm 6 triệu, 22F2 nó rơi tầm 3 triệu. Thế cả bộ nó lại rơi vào tầm 9 triệu rồi. Ở đây có một cái chiếc Sony Alpha A6500 nữa này. Con A6500 này cũng thu lại của một bạn khách này. Con này trước là cũng nguồn gốc của bên mình. Đây các bạn nhìn này, bạn khách bạn nó mua có 1-2 tháng thôi. Thế bạn nâng lên cái con, chắc là bạn bảo là sắp tới mua lên con A73, A74 gì đấy. A6500 body không thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng nó hơn 11 triệu. Ở trong tủ này mình có một số những cái ống kính của Canon. Đó chính là cái ống kính 55-200 dòng EFM này. Như cái con này nó sẽ có mức giá rơi tầm 4 triệu này. Có những cái con len bạc 55-210 này, những cái con này của Canon hàng ngoại 99% như này nó sẽ có mức giá rơi vào tầm 4,3 triệu. Có con Canon M1 cũng về cũng khá là lâu rồi mà mức giá nó chỉ rơi tầm hơn 4 triệu mà mình thấy là ít bạn quan tâm này. Con này mức giá khá là ok mà mềm hơn cái con Canon M10 ấy, rơi vào tầm khoảng độ hơn 2 triệu mà lại bán khá là chậm. Trong khi đấy nó chỉ kém con M10 chỗ là đúng là không có wifi và không có màn lật. Còn đâu con này còn có cả cổng mic nữa này. Rồi thì đây là cái con M50 này anh em này. Canon M50 này. Anh em nào đang cần một cái chiếc máy ảnh mà rơi tầm khoảng độ hơn 10 triệu của Canon mà quay được 4K. Ngoại hình con này thì ở mức gọi là 96-97%. Nó hơi có một số những vết xước ở cái góc bên phía tay trái. Còn đâu bên này thì cũng đẹp. Đấy. Con này thì mà đi kèm với mình sẽ bán ưu tiên cho các bạn. Nếu các bạn nào thích thì bên mình sẽ bán kẹp cùng với cái ngàm zin. Đây này. Nếu các bạn nào thích thì mình sẽ bán cùng với cái ngàm zin Canon này. Để các bạn có thể sử dụng với những cái ống kính EF của Canon. Chứ không cần phải sử dụng EFM. Thì nếu mà cái ngàm zin này với cả cái body Canon M50 này. Thì nó sẽ có mức giá là 11 triệu. Đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt nhé. Tại bản thân cái ngàm zin này nó sẽ có mức giá là hơn 1 triệu cơ mà. Đúng không ạ? Con Canon 77D này hôm nọ cũng thu lại của bạn khách này. Máy này thì ngoại hình mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng 96-97%. Con này đi kèm với ống kính là 18-55 STM. Đây là dòng DSLR truyền thống rồi các bạn nhé. Con này thì chụp 24 MP. Quay phim Full HD 60 fps/giây này. Bắt nét rất là nhanh. Bắt nét nhanh, wifi. Rồi thì màn hình lật xoay cảm ứng đầy đủ hết. Nói chung là con 77D này là dành cho các bạn nào mà thích dòng DSLR. Còn Nikon này, có con Nikon D300 này, đi kèm với ống kính Tamron 1750F2.8 non VC. Combo này bán 3 triệu 9 mà vẫn chưa thấy ai mua. Con này ngoại hình cũng không đến nỗi xấu nhá, nó phải được tầm khoảng độ 94-95%. Không phải xấu. Đấy, chia sẻ cho các bạn như thế. Con A6600 hôm nọ cũng về rồi này, cũng đã giới thiệu cho các bạn video rồi. Con này như cái con này ngoại hình đẹp như thế này, nó có mức giá là 18 triệu rưỡi thôi. Mau đi nhá. Trên này thì có một cái gimbal Zhiyun Ken M2. Con này thì nó sẽ gắn cùng với những cái dòng RX
Z100 hoặc là ZV1 hoặc là những cái chiếc máy ảnh compact cao cấp. Con này thì mình sẽ ưu tiên bán cùng với cái đội ZV1 ở ngoài kia chứ mình sẽ không bán lẻ cái này. Và đây là một số những cái chiếc máy ảnh Sony dòng Nex và Sony dòng Alpha. Đây là một cái mà mình rất là đáng buồn nhưng mà vẫn phải làm video cho các bạn. Đó chính là một số những cái chiếc như Sony Alpha A5001 này. A5001 hiện tại mình đang có hai chiếc màu trắng. Thực ra có một bạn đặt cọc rồi nhưng mà bạn cứ bảo chờ màu đen. Xong rồi bạn bảo là màu đen không có thì em có thể là qua lấy màu trắng cũng được. Nhưng mà vẫn chưa thấy bạn qua lấy. Đây mình có một cái con là Sony Alpha A5000 màu trắng. Con này còn full box. Nhưng ngoại hình con này nó chỉ rơi tầm khoảng 95-96% thôi. Ví dụ như cái con body này nếu các bạn mua thì nó sẽ có mức giá rơi vào tầm khoảng hơn 4 triệu một xíu thôi. Hiện tại mình đang thiếu kit, do vậy đây là rất là buồn, mình không làm được những video nhiều. Ví dụ trong cái cả một cái dãy này, các bạn có thể nhìn thấy 7-8 con Sony Alpha Nex 3N ngoại hình đều rất đẹp luôn này. Ví dụ như cái con Nex 3N này ngoại hình màu đen ngoại hình nó rơi tầm 98-99% đẹp như thế này. Thì nó có mức giá rơi tầm 4.599.000. Trong trường hợp các bạn thích mua body không thì bên mình sẽ trừ cái tiền kit, nó rơi tầm 1.1 triệu đi cho anh em. Thì body nó sẽ rơi tầm là 3.5 triệu anh em nhé. Lúc đấy chúng ta có thể là tham khảo những cái một số những cái ống kính MF kiểu như thế này. Đây này, ví dụ như ống kính 25mm f1.8 của Meiki này. Con này thì cũng giá cũng ngang với con kit thôi. Thì khi các bạn mua thì nó sẽ rơi tầm lại 4.599.000. Con này thì đấy, xóa phông nó tốt rồi thì nhưng khẩu độ nó lớn nhưng mà nó lại là lens MF. Hay là cái con này cũng là 35 1.7 hay 1.6 này. Đấy một số những cái ống kính MF này. Đấy, nhiều bạn cũng hỏi về những cái ống kính MF này nhưng mà nói thật là mình đang thiếu kit, do vậy mình sẽ ưu tiên những cái ống kính MF này bán cùng với body. Ví dụ như cái con Nex 3 này, hôm qua đã làm video rồi này, 3.2 triệu thì cũng đã ngày mai, sáng ngày mai sẽ phải gửi cho một bạn. Thì bạn đã đặt cọc cho bên mình rồi. Ngăn ở phía dưới thì nó là những cái chiếc Sony Alpha Nex 5N. Nex 5N ở đây thì cũng có khá là nhiều máy. Các bạn nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Đều có trong cái tình trạng là đang thiếu len. Vì vậy mà bán body thì cũng được. Nhưng mà sợ các bạn mới chơi thì lại không có len, không mua được, lại không dùng được. 5R, 5T thì cũng có này. Có giờ tầm 6 chiếc bên trong này. Các bạn nhìn này, cũng không thiếu kit. Đấy, thì mới đen như cái con này ngoại hình đẹp như thế này của một bạn ông nọ thu lại của một bạn. Ngoại hình giờ tầm 98-99% mà thiếu kit. Thế đâm ra nhiều bạn cứ hỏi anh còn con Nex 5R không, mình toàn bảo là không có. Thế bây giờ bảo có rồi lại chỉ còn body không, các bạn lại bảo ơ thế body không có chụp được không, hay là thế không có len à, rồi là mất công lắm. Thì thả bảo không có, hôm nào về thì tính. Hoặc là nếu trong trường hợp mà các bạn mà biết về len, biết về ống kính thì chúng ta có thể tham khảo một số những cái ống kính rời như thế này. Ở đây có một số những cái ống kính như Zhangno 50-1.8 này. Hôm nay có thu lại một số những ống kính Zhangno 50-1.8 mà trước các bạn đã mua ở bên mình. Mà mình sẽ ưu tiên bán cùng với body ở đây này. Tại vì mình đang thiếu len mà. Đấy, để chia sẻ cho các bạn như thế. Hay là nếu các bạn không thích hàng gọi là Trung Quốc thì các bạn có thể tham khảo con gì đây. Đây là con Cell 50-1.8. Cell 50-1.8 thì có cũng khá là nhiều. 3-4 con gì đấy. FE 50-1.8 cũng có. 55-210. 55-210 này. 55-210 các bạn nhìn này, tuần trước thôi ở trong cái hai cái ngăn ở dưới này nó phải hơn chục con 55-210, nhưng bây giờ các bạn nhìn xem nó còn bao nhiêu con, nó chỉ còn hai chiếc thôi các bạn ạ. Các bạn thấy là cái mức độ bên mình bán được những cái ống kính 55-210 nó nhiều đến cỡ nào chưa. Ống kính đấy thì là cái ống kính để cho các bạn chụp tele từ xa, các bạn có thể chụp một chút về cái chân dung đối với cái ống kính 55-210 này. Nhưng cái điểm yếu của nó thì các bạn cần phải hiểu đó là cái khẩu độ của nó là từ 4.5 đến 6.3. Do vậy khi mà các bạn chỉ trời, chỉ cần mất cái ánh sáng mặt trời cái là chụp của nó sẽ có hiện tượng bị noi, các bạn cũng có thể là cân nhắc nhé. Tủ này thì các bạn có thể nhìn thấy có mấy cái con như Fujifilm XA10 này. XA10 có một con mà mãi vẫn chưa bán được. Đây này, kèm kit thì nó cứ rơi tầm 6 triệu này. XA3 có hai chiếc, nó rơi tầm 7.4 triệu đến 7.5 triệu. Mấy con này thì nó giá nó cao nhưng mà các bạn cần phải chấp nhận, bên mình nhập vào nó cũng cao, với cả bây giờ giá mặt bằng chung nó thế. Hay là đây là con XA5 này, con XA5 này nó cũng giá là hơn 9 triệu này. Cái bộ A73 này thì nếu các bạn mua kèm cả kit như thế này nó có mức giá nó rơi vào tầm, đố các bạn biết là bao tiền. Đấy. Theo các bạn là bao tiền. Như cái bộ A73 này thì nó sẽ có mức giá rơi vào tầm là hơn 27 triệu các bạn nhá, kèm cả len rồi nhá. Đấy. Đây là một số những cái chiếc máy ảnh mà của bên mình đang sẵn có. Bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Còn đây là cái số điện thoại đây này. Nhiều anh em không để ý chứ cái số điện thoại mình thường ghi ở cái góc cùng bên phía tay trái chỗ này này. Anh em nào thích thì cứ liên hệ trực tiếp nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy cũ khác nhé.